Mình là Hào, Vĩ và Uyên. Hôm nay tụi mình sẽ tiếp tục series 24 giờ cắm trại theo mua đồ mạng, và cụ thể sẽ mua đồ trên Shopee. Ok, và mệnh giá cũng như cũ rồi, 50k, 500k và 5 triệu. Nhưng mà khoan, hôm nay mình cắm trại là kiểu giống như là mình sẽ mua những cái món đồ mà được đánh giá. Giống như giờ mà lỡ chỉ vô 5 triệu đi, mà mình chỉ được mua quay ra món đồ đánh giá là không tới một sao, là chỉ mua mấy món nào mà chỉ có được đánh giá không tới một sao á. Hiểu. Kiểu nó hơi cũng bắp á, đúng không? Đúng rồi, đúng. Nói chung là cũng hên xui á. Bữa nay anh có cái trò mới này chị. Bây giờ là ba đứa mình để ngón tay vô là cho nó tự lựa luôn, nó lựa ngón nào là 50k đầu tiên nha. Ok. Vô. Để vô. Uyên, dĩ. Hào nè. Uyên, dĩ. Bữa nay ăn nản xui lắm, em hên lắm anh ơi. Hết dĩ nhỏ rồi. Mấy bữa nay mình xài hết nhân phẩm hay gì một sao rồi, 50k nữa trời. Thôi quay tiếp cái phần đánh giá luôn nha bạn. Bây giờ thì mình sẽ quay cái đánh giá xem là mình sẽ được mua cái món đồ đánh giá mấy sao. Ok, hy vọng là thôi vô 4-5 sao thì cũng đỡ. Đúng. Đánh giá 5 sao nha. 2-3 sao thôi cũng được. Vậy cũng được. Đúng. Đỡ hơn không đến 1 sao. Đúng. Ok, vậy là mình có 50k và mình sẽ chỉ mua những món đồ mà người ta đánh giá ví dụ như 2-3 sao nha bạn, và không mua những món đồ sao khác. Bây giờ còn lại mệnh giá là 500k và 5 triệu. Em thích nhiêu vậy? Dĩ nhiên 5 triệu rồi. Nhưng mà bây giờ mình chọn 500k nha, để ta vô. Rồi. Bây giờ để mình coi 500k chọn ai nha. Uyên. Rồi. Nhân phẩm của em nó lên một tầm cao mới rồi. Oh my god. Chúc mừng Nguyên á. Không sao, 500k đỡ hơn 50k. Ủa là sao vậy em? Hết thương thằng anh già rồi. Rồi bây giờ Vĩ sẽ mua món đồ được đánh giá mấy sao nha bạn? 4-5 sao là đẹp. Không tới 1 sao nè. Ngon bạn ơi. Còn lại một cái duy nhất là của Uyên nha bạn. Uyên là được mua đồ đánh giá mấy sao em? Em được 0 đến 1 sao, mà em được 5 triệu lận. Không sao, mấy cái đồ đó thì nó cũng ấy hay gì không sao đâu. Đúng rồi. Sao bằng anh em mình được. Và chốt lại cuối cùng là mình, Hào, 50k mua đồ đánh giá 2 đến 3 sao. Còn Vĩ, 500k mua đồ đánh giá 4 đến 5 sao. Uyên, 5 triệu mua đánh giá 0 đến 1 sao. Bây giờ thì anh em mình sẽ lên shop lựa đồ và đi ra chỗ cắm trại nha. Okay. Chỗ này nhất là VIP. Nếu anh em yêu thích series cắm trại hay nhớ like mạnh tay đăng ký kênh để tụi mình có động lực ra thêm nhiều video nữa nha bạn. Bây giờ đi với anh. Và hiện tại thì tụi mình đã có mặt tại suối Măng Tố Tánh Linh, Bình Thuận. Bây giờ thì ba mình vô review đồ thôi. Nắng quá. Đi. Quá nắng. Ok, bây giờ thì tụi mình sẽ review đồ luôn nha bạn. Đây, đầu tiên là mình, đồ của mình ship về tổng giá là 43.500 nha. Mạnh mẽ lên, con trai mà. Ủa sao không mua đồ ăn, mua nước không vậy? Rồi, đủ tiền luôn. Bây giờ á, thật sự là nếu mà anh mua ở trên á, là cái tiền ship nó khá là cao ha. Mình mua một shop thôi, chứ bây giờ mà mình mua hai shop là không đủ tiền ship á em, hiểu không? Tiếp theo là một cái bịch nha bạn. Đây, mình show ra luôn cho các bạn xem. Nước trái cây A đánh giá 3/5, đó là 3 sao. Tiếp theo là mình mua snack mì gân bò, đánh giá cũng là 3/5 sao luôn các bạn. Rồi, tiếp theo là Vĩ, review em. Mình thì có 500k, mình chỉ mua đồ 4-5 sao. Và món đầu tiên của mình mua là thảm giả ngoại picnic. Rồi, 65k đây. Tính luôn tiền ship. Anh khui luôn nha. Rồi, cái món hai của mình mua là xúc xích sụn gà siêu ngon với gà vịt nướng cay nguyên con, 81k. Quá rẻ. Đây là táo đỏ Tân Cương size to 75.000. Khui giùm em luôn nha anh Hào ơi. Anh lo được, để anh. Đây là lốc nước mát Sài Gòn 54k. Một lốc luôn. Còn đây là cháo bát bủ mè đậu đen với tàu hũ đậu phộng 102k cho hai hũ. Đây, con này là combo chín vịt. Trứng vịt muối nướng đặc sản Trung Hoa trà thanh nhiệt. Rồi cơm cuộn bibimbap vị hai di lao luôn mọi người, quá đã. 500k mà mua cũng chiến dữ á. Tổng cộng bill mình là hết 497k. Rồi đối với 500k thì mình được vô đây đồ. Wow. Oh, quá tự luôn. Anh là anh thấy đồ ăn là khá là ok vậy. Nhưng mà em không mua liều luôn hả? Rồi anh biết cái trình độ của em mà.
chỉ gặp tấm thảm thôi, em tự cái dựng lều sinh tồn luôn. Rồi ok, hồi đi sinh tồn của anh luôn nha. Chứ gì nữa, có 500k xong anh cũng phế luôn. Cuối cùng sẽ là Uyên nha các bạn. Uyên ơi, nay em có 5 triệu. Em chỉ mua 4 triệu rưỡi thôi. 5 triệu là năm cũ phải không? Đúng, 5 triệu okay, là năm cũ. Okay. Thì cái đầu tiên là đồ ăn Trung Quốc, anh khui dùm em đi. Cái này đây, là 630. Rồi có liền, có liền. Riêng hôm nay em kêu anh làm là nhanh tốc độ luôn. Cái gì cũng có đúng không? Đúng, đúng, đúng. Tiếp theo cái thùng khổng lồ này. Cái này ngầu lắm nha, bim bim khổng lồ. Ok, gỡ ra luôn, đưa dĩ kìa. Đây, để em. Đúng. Để em. Rồi em kiếm cái nào ngầu ngầu nè. À, còn cái này là ghế hơi này là 130.000. Tiếp theo là cái băng bơm hơi khổng lồ. Em mua hơn 500 á. Đây nè, cái đống đồ ăn vặt nội địa Trung này là em order 2 tuần mới về đó. Ghê vậy hả? À, chuẩn Trung đó nha. Cái này là lạ lắm này, chắc chưa ai review đâu, tí em review cho. Còn cái này là kẹo Cucu với lại nước Coca, cái này là 140 nha. Nè, okay. Khui đi bếp đi. Còn cái này là robot chiến đấu gỗ, cái này hình như là 112.000 hay sao á. Anh khui giúp em đi. Đi cắm trại mua robot hả? Dạ, mua về review. Cái này là quần áo hào hảo này, cái này gần 200. Cái này là đồ chơi, nhưng mà là bí mật, ngày mai mới khui, cái này là 111.000. Anh cất đi sau đi. Rồi rồi, cất mai chơi đúng không? Dạ đúng rồi. Còn cái này là gối ôm 3D, cái này 240, cái này chẳng hạn khui cái đó em mua cũng hay lắm á. Hay lắm à? Dạ, cái này là lưới ngụy trang quân đội, 96.000. Cái này là thùng nước, đó em mua nhiều nước lắm, cái này 116.000. Nãy gì quen quen rồi nhìn lạ vậy Uyên? Anh thấy nó quen không? Nó giống cái gì? Giống tên anh quá vậy? Đúng rồi, con hào sữa quá. Em mua hào sữa tối về em nằm hả? Đúng rồi, em cắt chân. Top, top rồi, top rồi. Cái này là ghế nhựa gấp gọn 131. Cái này là bàn camping 326.000. Ờ, gì hả? Xé gì hư của ta hết. Chứ em làm gì? Đã em. À, rồi, rồi, được, được, được. Cái này là cái lều, cái này là 1.3 triệu á. Để mình coi thử liệu 1.3 triệu mua chích. Anh phụ em đi, em khui cái cuối cùng. Cái này là máy cạo râu nhưng mà đặc biệt là nó có tích hợp hộp kẹt nữa. À, 217.000. Ủa anh gửi trong cái liệu thấy cái gì vậy em? Cái này em mua cùng với cái gì, cái vỉ nướng mini ấy. À. Nè, dễ thương không? Chung chỗ đúng không? Đúng rồi, chung shop. Và đây là tất cả đồ của em. Hoành tráng không? Đúng là năm cũ có khác hay vậy? Đương nhiên. Đúng rồi. Đẳng cấp thiệt chứ. Ủa, mà máy nóng này chị có xài không? Không. Vậy thì em xin. Anh ké nữa vậy anh ké nhanh lắm, nhanh lắm. Thôi em có liệu em đi làm liệu đi, khúc này để anh với Dĩ giải quyết cho đúng không? Okay. Đúng rồi. Đúng rồi, cứ đi làm liệu thoải mái đi em, mấy ba gác này có anh với Dĩ lo được. Rồi đầu tiên là mình làm liệu trước nha mọi người. Cái liệu này mình mua là mình thấy là nó dễ xếp lắm, còn thực hành thì không biết sao. À, nó là liệu tự bút. Ok. Từ nha, cái này nó không có hướng dẫn rồi. Chết rồi. Chết rồi mọi người ơi, cái này nó không có hướng dẫn mọi người ơi. Bây giờ mình không biết lắp mấy cái cây này ở đâu hết. Để mình đi kiếm đã. Hello. Bruh. Mình có mua được cái lưới ngụy trang quân đội ấy mọi người. Nhưng mà mình thấy nó lỏ quá à, nhưng chắc mình không có dùng đâu. Em xin nhé. Nhanh quá vậy hả? Mình còn một cái nè, không biết có ai lấy không ta. Ủa sao nó không dùng hả? Ủa nhanh quá vậy hả? Rồi mình làm xong lều mình nha các bạn. Nè, trong này là đồ ăn của mình nè. Thấy không? Tạp hóa của Uyên Sinh. Đằng sau mình là cái lều của mình. Trong này là có mấy đồ hồi nãy mình review thôi. Hết rồi. Đợi mấy anh kia làm lều xong rồi mình đủ mang đi chơi. Mình có mua đồ chơi nữa. Rồi sau một hồi mình chằn chọc, cuối cùng mình đã xây xong
một cái liều sinh tồn. Ây da, có hàng gạo luôn nè, thấy không? Cái này nhìn giống ở ở tù á. sao ủa, này là cái liều sinh tồn hả? Đây chính là cái liều gọi là lá chuối tuổi thơ của mình các bạn. Nhìn vậy thôi á, chứ tối là ngủ là hòa mình vô thiên nhiên luôn, phải không? Nè, tối ngủ cái là mình chỉ cần nè, nó mình nằm vô đây các bạn. Ok. Quá êm luôn, cái miếng lót này là quá êm. Nó tối cái mình lấy cái lá chuối ha. Chết bà, lá chuối này mình dính vô các bạn. Lấy lá chuối này. Đó, tối mình ngủ mình chỉ cần lấy lá chuối nè, mình đắp vô đây cái là mình biến thành cây chuối luôn. Rất là ok các bạn, nhưng mà hy vọng trời không có mưa. Sau khi làm liều xong thì tụi mình sẽ quyết định khám phá cái khu vực này nha các bạn. Tại vì là ở đây lần đầu tiên tụi mình cắm luôn đúng không vậy? Đúng rồi. Có khá là nhiều suối, không biết có cá không nữa. Bây giờ tụi mình sẽ đi xem thử nha. Đi luôn em ơi. Đi. Gì nữa? Em có quà cho hai người nè. Ủa, hai người mà có phần quà hả? Thì biến hình đi biết. 2, 3. Ủa? Đẹp không? Ủa sao của em đẹp rồi, bên đây gì kỳ vậy em? Thì đây nè, cái thân trên của anh nè, còn cái này cái chân là vậy đó. Mình là năm cũ, có gì lần sau mình chơi nguyên bộ luôn được không vậy? Đúng rồi. Chơi vậy rồi sao? Thì bế đi, bế nhau đi. Ủa vậy hả? Vô bế đi. Hợp hải. Đây 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 đây, hợp hải. Hợp hải thì chắc ông già xỉu quá. Đi ra gần ở phía ngoài bạn, thì mình thấy ở đây có một cái con suối rất là đẹp luôn nè mọi người. Đây, chảy rất là mạnh, còn cái khúc này thì chảy nhẹ hơn. Ủa đâu đây, mình thấy hình như có chai tương ớt đâu, trôi ở đây lạ ta. Nước trong quá nha. Ok các bạn, cái suối này các bạn, mình không thấy cá đâu mà mình thấy đâu có chai tương ớt chinh su trôi này các bạn ơi. Và tiếp theo đi lên phía bên đây nè bạn, mình không hiểu sao ở trên đây thì nó có suối nhưng mà có một cái đường người ta xây đi ngang các bạn. Có lẽ là đi lên đây là sẽ có vườn gì của ta các bạn. Không biết là trong đây nó còn con suối nào không nữa, nếu mà có dịp thì mình sẽ khám phá tiếp. Phía bên đây thì cũng có suối rất là bự luôn. Ồ mày, đã kìa. Nằm dí. Đây là cái bồn sục tự nhiên, hiểu không? Quá đã luôn, trải nghiệm luôn. Đúng rồi, đã kìa. Đây nè, nó có hai cái nhánh suối. Ê vậy, em thấy có hai nhánh suối không? Thấy. Bây giờ á, em bơi nhánh bên đây, nha. Tí nữa gặp lại giữa hai hàng gấp thành một. Trời. Hiểu không? Ok, ok. Go. Còn mình thì mình đi bộ nha mọi người, lạnh ngắt à. Mình đi bộ xuống tới tận như này rồi mà mình vẫn chưa thấy hai bé kia đâu hết trơn á. Hai. Ủa anh Hào kìa. Anh Hào. Anh trôi kỳ cục vậy. Ủa bé gì nè. Ủa. Gặp nhau rồi. Anh kia anh diễn kìa. Em có một cái trò chơi cho hai người. Ai mà chơi thắng cái trò chơi của em là sẽ được thưởng cái này. Cái bịch bim bim khổng lồ của em. Cái gì? Cái bịch bim bim khổng lồ. Em chơi lớn vậy luôn. Em chơi lớn, em tổ chức cho hai người luôn, em giàu mà. Ghê à. Tâm này em giàu mà. Dễ anh, có câu hỏi em nè. Biên hôm nay có tuyệt vời không? Quá tuyệt vời là quá tuyệt vời. Biên hôm nay có uy tín không? Quá uy tín. Quá tuyệt vời luôn. Hai em này định quá giỏi rồi. Giờ ngồi xuống đây nè, ngồi xuống. Cái trò này nè là hai con người gỗ đánh nhau. Anh thấy cái đầu bong bóng không? Đây nè, anh chỉ cần lấy cái dây này nè, anh quất cho bể hoặc rớt cái đầu của con bong bóng này xuống á là anh thắng. Hiểu rồi. Dạ, chỉ chơi vậy thôi. Cái trò này mình thấy trên Shopee nó đánh giá có 1 sao à. Vậy là trò này hay lắm đúng không? Đúng, trò này hay lắm á. Là bây giờ anh chỉ cầm có điều khiển qua lại được không? Được, điều khiển qua lại. Giật cái dây này. Đúng rồi, giật cái dây đó là cái kiếm này nó bay qua đây nè. Đâu, giật thử rồi vậy, em giật thử rồi, test thử. Đó. Đúng không? Đúng rồi. Ủa rồi cái khiên bên đây. Cái khiên để anh chống đỡ lại cái này nè. À cái khiên để chống đỡ. Đúng rồi. Vô nha. Sẵn sàng chưa? Sẵn sàng. Rồi chào nhau trước. Ghê. Đúng rồi, mình phải chuyên nghiệp. Rồi, 1 2 3 bắt đầu. Ôi, em thấy một cái sự đụng rời ở đây rồi. Anh đã mất khiên rồi. Chết rồi, mất khiên rồi. Ở đây này quần mặn quá vậy. Sao cái này 1 sao rồi. Rồi, bé Vĩ đây là người thua cuộc. Tuy mất khiên nhưng hình như là mình cảm thấy cái game này mất cái khiên nó lại thế hay sao vậy ơi. Bên này cái khiên cũng gãy luôn rồi. Cái này phê bình cái shop này nha. Bán đồ dộm lắm mà. Không, cái này nếu là mình chắc mình cho 5 sao các bạn. 5 sao trừ 5.
Ủa Uyên, cái này chơi là kiểu chỉ đánh gớt cái bong bóng thôi em, không có làm bể được hả? Bể được, nhưng mà hai người kỹ năng hơi yếu. Rồi sao vậy, em vô em thử với anh coi. Ok, để em, để em. Để anh coi kỹ năng mạnh sao hay gì. Đúng rồi, để làm trọng tài chưa. Rồi. Vô dĩ làm trọng tài nha. Chơi nha. Ok. Sẵn sàng chưa? Sẵn sàng. Sẵn sàng. Chào. Chào. 3, 2, 1, action. Chết bạn ơi, con nào bắt chết ơi. Sao vậy? Dạ. Thôi được rồi. Ủa Uyên, tính ra em chơi trò này mà thắng Nguyên Bịch này hả? Đúng rồi, em giàu mà. Kiểu chơi vậy mình thấy không ổn, bạn kiểu cái trò này lỏ lỏ, em có kiếm trò mới được không, chứ chơi trò này ăn bịch này chán quá thiệt. Đúng rồi. Mình thì cái thực lực của mình nó phải đẳng cấp hơn, bạn chơi cái này mà ăn này thiệt quá bình thường. Vậy em cho hai người một trò nữa. Đúng. Thế bây giờ mà ví thẳng thì ăn chia một nửa cho dĩ ha. Ok luôn. Ok, để em đi lấy. Ở đây em có một trái banh. Nhưng mà trái banh này nó 100 cm. Ghê vậy. Đây. Trái banh bự dữ hả? Bây giờ mà việc đầu tiên là anh thổi banh đi, anh thổi đi. Đó đây nè, thổi hơi vô cho nó đầy cái này thì mới chơi được. Chắc hết nữa bịch bánh quá vậy. Tốt rồi. Không sao, không sao, thổi đi, thổi đi. Thôi thôi thôi, được rồi, mình thấy tội bé dĩ quá. Em có mang cái bơm á, mọi người đi bơm đi. Lại sao mình nói sớm hơn xíu ha. A few moments later. Bơm quá mệt rồi, chuyển sang kết hợp. Đúng là hai anh em có khác ha. Thân trên, thân dưới nè. Đoàn kết, đoàn kết. Dữ à, dữ à. Cố lên, cố lên, hai anh em giỏi quá nè. Không ai mình nghỉ chơi được không? Không, hai anh em xinh anh quá đỉnh. Thôi, quá. Thôi, vậy thì thôi, phần thưởng chia ba. Em có trái banh nào bự hơn trái banh này không? Để như anh thích. Thôi cái gì vậy, đây lỡ rồi. Oh my god. Nè, bây giờ em nói nghe nè. Sao? Bây giờ mình sao mà chơi nổi quả banh này. Bây giờ cái hình thưởng anh chia ba đi là hợp lý rồi. Đúng rồi, hợp lý á. Đúng rồi, cái banh thì không khinh nổi luôn. Nè, giờ nhìn cái banh nè. Ờ đó, nè. Thấy không? Là giống Goku mà đang kêu mọi người những kia á. Trời ơi, trời ơi. Em có coi phim Son Goku không? Có. Anh chuẩn bị cam cho Goku em nha. Ok. A, B, U. Vậy. Chập vô. Nguyên ơi, cái này là banh nó đá anh như vậy chứ anh như vậy có đá banh đâu hay vậy? Nó quá nặng. Thì bởi vậy mình mới chia ba nè, anh thua đi, xong rồi mình chia ba. Thua đâu vậy? Đây đây đây, để em, để em làm việc. À, từ từ có răng, từ có răng. Được được. Ok nha. Ủa? Ủa em tưởng nó là một gói to luôn, ai vậy đó là mấy gói nhỏ. Ủa trong gói nó có gói màu vàng nè. Chíp chíp chíp. Màu hồng nữa. Móc ra coi. Ủa. To. Nhâm hỏi. Ê ê coi. Hết rồi đó. Không có tết. Sao đa năng quá vậy? Ê em nghĩ là nó là một cái tim tim mà nó nhiều 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 á. Nhưng mà quá trời luôn kìa. Nó là mấy cái tim tim nhỏ thật lại. Đã ha, quá trời luôn ha. Ủa sao hồi nãy anh thấy nhiều lắm mà. Ủa. Hết rồi đó. Hết hả? Ê! Cái gì? Tương ớt mà bánh nhiều quá nha. Rồi bây giờ mình sẽ bắt đầu review nha các bạn. Đầu tiên bịch màu hồng nha. Anh thích màu hồng lắm nè. Đây đây, nhường cho em chiếc đó. Sô-cô-la. Thử coi. Mùi mướn sô-cô-la. Giòn giòn hả? Ngọt ngọt. Mùi sô-cô-la. Không, nó không có ngọt, nó chỉ có mùi sô-cô-la thôi. Còn lại thì nó nhạt nhạt. Không vậy thích cái nào vậy? Táo nè, em thấy cái táo nè. Em muốn cái. Ủa? Phải trắng nữa. Đây nè, đây nè, đây nè. Ủa? Vô cái anh thấy táo hấp dẫn á. Ồ. Sao? Nó hơi mùi táo hả? Hơi mùi táo không ngọt, cái vị gì hả? Chua chua. Chua. Chua chua hơi mùi táo. Tiếp theo là mình với bạn, mình sẽ chơi bịch bự nhất cho ngầu. Cái bánh này mình nghĩ là nó sẽ có vị ngọt nhưng mà rốt cuộc nó không ngọt nha. Nó chỉ có kiểu cái mùi một tí cà chua 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 vậy thôi à. Cái đó là lợ. Cái này ngon hơn cái của em. Em thấy thì con tôm rồi. Mùi tôm nồng nặc.
nhưng mà trong là hình con cá nha. Lạ. Ừ, anh không có bị gì hết á. Sao kỳ vậy? Hay em bị mất vị giác rồi? Vậy nè nè, em kìa nè, để anh làm. Không sao đâu, không cho đâu. Ủa, mập nhìn chứ review hả? Chưa, em ăn bịch đó này. Này biết là hương gì nữa mọi người. Cá, cá, cá. Nó kiểu nó có hành với ngọ, nhưng mà ngọ nhiều hơn. Nhưng mà khi mà ăn mình thấy mấy cái bánh này khá là ngon bạn, kiểu nó không có ngọt cái vậy. Nó kiểu mùi chua chua ha. Mặn mặn hả? Nó mặn mặn đó. Đúng rồi. Rồi bánh ở đây á thì tí nữa ba đứa mình sẽ chia các bạn. Còn giờ mình vô cái nè, cho nó sơm đi. 1, 2, 3 vô. Nè em sẽ biểu diễn cho hai người coi một cách lấy hơi mà không cần bơm như trái banh kia. Rất cực. Đầu tiên chúng ta sẽ băng cái miệng nó ra. Rồi chúng ta từ từ để em vô đây nè, chạy chạy cho hơi nó vào đây nè, xong băng bên này ra là hai bên có hơi là mình quật cái này lại. Thôi, cái này là tối để ngủ, không có để, không có để, không có để được. Đi rồi, rồi bên lại. Rồi, trời tối thì tụi mình sẽ ăn tối thôi nha bạn. Có lẽ là tối nay chắc anh ăn trước hay gì? Đúng rồi, đồ anh ít mà anh ăn trước đi. Đau khổ. Rồi bạn, đầu tiên thì bánh hồi chiều chia được thì chắc mình sẽ ăn hai bịch này nha. Bịch này chừa sáng mai ăn. Và mình sẽ ăn món đầu tiên tối nay của mình, đó chính là mình sẽ ăn hàng đại nha bạn. Đây, mình sẽ ăn hàng đại. Nhìn nó giống như tuổi thơ vậy á. Này que cay. Kiểu giống ngũ dây hương á, dai dai. Giống cua mục nữa. Cũng được. Làm tí nước á. Nước này là nước vị đào nha bạn. Uống thử thôi. Khá là ok và cái vị đào rất rõ luôn, ngọt ngọt. Mình thì đơn giản vậy thôi bạn ơi. Tiếp theo sẽ là dĩ nha. Nay ăn gì em? 500k phải chứ, 50k, 50k ăn chén quá. Đúng. Mình là ăn cơm trộn hương vị hai di lao. Trứng vịt muối. Xúc xích cay. Bịch cay. Táo khô Tân Cương. Và uống nước sâm nha. Bây giờ trộn cơm cái. Này là phải uống hết cái lon này, lấy nước suối mình nấu nha. Mà không có lửa chắc phải xin ké bên kia 5 triệu. Bên 5 triệu này đổi lửa thì mình đổi cái gì đó ha. Rồi. Không sao, mình sẽ hy sinh cái xúc xích này cho 5 triệu để mình có tí lửa. Bây giờ có mình tôi có lửa à. Xúc xích nó có mèo quá không dạ? Rồi. Lỡ rồi. Tự cao tự đại quá, ăn không luôn. Rồi sao mà ăn không được? Thôi bây giờ mình thêm mấy trứng đi em. Được, tin anh, mình phải chấp nhận. Ok, vậy thì ok. Thấy không, mình gán thiếu nữa. Hơi buồn nha. Thôi kệ. Cơm mình đổ ra là gì nữa nè. Đúng rồi. Nhớ là cơm trộn, đổ vô luôn. Ủa rồi, hồi em nấu nước gì? Nước tự nhiên mà, có gì giùm đó, nước suối tự nhiên. Anh thấy nước suối chị mình tắm cũng trong á đúng không? Đúng rồi. Bây giờ mình sẽ dùng cái lon nước này để nấu nước sôi nha, tại mình không có nồi. Sao? Giống bà nước sâm của bà Bảy bán. Hả? Ngon. Ngon thiệt không? Thử mới nói được. Dữ à. Gán em. Uống hết là no luôn rồi á. Xong. Mình chỉ ăn vậy thôi là mình no rồi nha. Chiều giờ tắm xong khát nước phải không? Rồi mình sẽ dùng nước suối tự nhiên này mình nấu nha.
Hồi chiều anh thấy mấy nhóc nó tắm ở trển này nó đái dĩa rồi trển là gì vậy? Không sao đâu, cái này nó trôi đi hết rồi, nước người ta trong veo à. Mình giỡn rồi nha bạn, không có đâu. Chỗ này rất là sạch. Rồi. Lên nấu, lên nấu. Rồi sao mình muốn nước suối lên, giờ mình không có lửa, phải đợi chị Quyên lên lửa mình mới nấu nha. Ừ. Trong lúc chờ đợi thì mình sẽ ăn vịt cay trước để lót bụng. Ồ, vịt nguyên con luôn á. Mà sao nó nhỏ dữ ta? À đây, chỗ xé đây, chỗ xé đây. Ủa này vịt nguyên con dữ chưa? Hả? Nguyên con đó. Này có nửa con à. Em mình ăn thử coi vậy nó sao. Sao? Review chân thật, ngon nói ngon, giả nói ngon. Hả? Xương không à? Ăn kiểu như nha, giấm tứ xuyên. Ừ. Cay không? Không, không cay. Nó chỉ hôn mùa sắp tới xíu à. Dậu không à? Nhìn này hấp dẫn kìa. Ước gì cũng được cái cánh gà, cánh vịt. Làm thử trái táo hả? Chán miệng là táo khô tăng cương. Trái táo nhìn uy tín vãi. Hai giá táo nhìn uy tín quá bạn. Ngon. Ngon quá. Mình buồn quá các bạn ơi. Mấy nay mình đen quá rồi. Uyên, biểu diễn đi em. Đây, đây là cái... Cái gì? Cái gì ta? Cái dao cạo râu. Đầu này. Và đầu này là bật lửa. Nè, em mở cho anh coi. Đúng không? Ngầu chưa, điên. Chưa tới khúc ngầu. Rồi vô nha. Trời ơi, thấy không? Ngầu ác. Nghe không? Bây giờ em xuống lửa nè. Sao? Lên lửa rồi anh ơi, lên lửa rồi, Để vô, rồi. để vô. Từ. Em sợ nó tắt mất. Không sao đâu. Rồi, hai. Đúng là em gái của anh. Để từ, em. Từ. Tôi không tin là tôi không nhắm được cái lửa này. Chị cứ lên đi, lửa thì để em. Đây, có lửa. Ghê, kinh nghiệm rồi. Nóng. Nè, kinh nghiệm ta nhắm lửa là vậy nè. Rồi, tắt luôn. Đừng có quẹt. Có. Còn le lói. Rồi, tắt luôn rồi. Con. Thôi được rồi. Để em. Có rồi, lên lửa rồi. Chọt vô. Rồi, hết pin rồi. Hết pin rồi. Không có lửa rồi. Rồi, sao vậy? Để vô. Con. Tắt rồi. Cái lá nó khó cháy quá. Cái lá dưới chân kìa. Đâu lấy cái miếng. Để sử dụng thử cái này kìa. Ừ. Sắp hết pin rồi Vĩ ơi, hết pin Vĩ ơi. Lên. Hay quá, không có Vĩ là. Anh Vĩ là cái đám rồi. Sao em nói vậy? Anh gì đúc không à? Anh chưa ra tay đó. Rồi nhắm lửa ở đây không à? Rồi. 5 minutes later. Sau khi nãy giờ chờ 7-7-4-9 tiếng thì lửa đã lên rồi nha. Dĩ vô luôn đi em. Chén miếng nấu chứ. Đúng rồi. Anh thấy hình như nó dĩu về dĩu giọt mưa luôn vậy. Chưa đâu, chưa mưa lớn đâu. Đầu tiên là em sẽ khui cái vịt hút trên không này. Điều quan trọng. Sao? Em hâm bằng cái chảo em mới mua. À không, bỏ cái này trước đây, từ. Ở đây anh cầm cho nè. Đấy. Để lên. Đó. Trời nó ngon kìa. Ơi, đừng có rớt nha. Thôi. Tiếp theo. Em sẽ review thử cái này là chân giò. Ủa, nó có từng cục như vậy. Đây, cục chân giò. Hình như là em thấy nha, đa số đồ ăn bên Trung ấy, nó đều hút chân không kiểu vậy nhá. Mỡ không à? Nó làm sao? Nó mùi dầu. Nó không có mặn. Thông thường là kiểu đồ Trung là hay nhiều dầu lắm á. Nó không có mặn, nó bình thường. Có cay không? Không cay luôn. Coi chừng khét cái đồ gà kìa. Ôi ơi, nó khét rồi. Em thấy nó đen rồi. Không sao.
Tại vì cái này nó đang hơi nóng cho nên em sẽ áp cà nó ở đây xíu. Rồi. Rồi em sẽ tiếp theo tới cái củ sâm. Mà sao cái bao bì nó hơi lạ ha. Trong này nó là nguyên một cái củ. Bóc ra luôn. Trời ơi khó quá, từ sẽ em lui về đây đi. Nó giòn giòn giống củ từ bên Việt Nam mình á. Củ từ hả? Nhưng mà cái dầu này nó chua chua, nó sao sao á, nó không hợp khẩu vị của em lắm. Có thể dầu mình không biết ăn đúng không? Đúng rồi. Tiếp theo là củ cải muối. Sao bữa nay em ăn mấy món lạ lạ không ha? Em thấy món lạ em mua về để review thử á. Xong rồi em thấy bữa ăn của mình còn lỏ hơn cả bữa ăn của 500k. Nó có cái mùi gì quen lắm nè. Em mở ra anh nghe mùi thơm thơm lắm luôn á. Nghe không? Trời ơi thơm kìa. Thơm lắm luôn á. Trời nó thơm kìa. Vậy đổi chất lượng quá vậy. Thì bây giờ mình quên mua đũa với lại chén thì mình phải chịu thôi. Mặn nha. Hôm nay đồ em mua fail lắm, nó mặn mặn mà nó giòn giòn sực sực. Nó cay nữa. Nếp còn cái này, em hy vọng là nó ngon. Cái này là nấm. Nấm hả? Đúng rồi. Cái này là giống nấm gì ta, nấm mèo đúng không? Nhìn nó kiểu kiểu đông trùng hạ thảo quá vậy. Không phải. Sao em ngồi ở đâu là khói nó qua đó vậy? Nó rất dầu nha, mà nó không có cái vị gì cả. Thử mấy miếng nữa coi. Không, thiệt. Nó rất dầu và nó không có vị gì cả. Nhưng mà nó có sực sực không? Không luôn, nó... Sao ta? Nó dai dai bở bở. Tiếp, nãy gì đây? Hôm nay mua đồ ăn quá sâu rồi. Cái này là hạt ốc chó, ăn cho thông minh. Cái này mình khui nó hơi su rồi mọi người ơi. Nhưng mấy cái món này chắc không hợp khẩu vị của mình á, cho nên mình vệt với cái đùi dịch của mình. Sau khi hâm nóng trời nó thơm kìa. Nó chỉ hơi khét cái đít thôi. Cái đùi. Nó bốc khói nè. Ăn cái chỗ đắng, ăn cái chỗ mà nó khét là nó đắng nha. Để mình thử khúc dưới. Kéo mạnh ra. Ngon, cái đùi này ngon. Khúc đó là em cắn bự vô. Ngon quá. Hôm nay em được cái đùi là ok rồi. Ôi cảm ơn anh nhiều nha. Em biết nước này nước gì nữa em mua đại. Ủa sao em cũng không biết nước gì luôn. Nhưng mà nó ngon á. Rồi, nước mình cũng đã sôi rồi nha. Bây giờ mình sẽ trộn cơm ăn thôi. Lẩu nè. Này như nấu cơm vậy. Lạ vậy ta. Ủa này như nấy nước hả ta. Chắc thêm đi, không sao đâu. Cái này là cơm. Mà nãy mình đổ nhiều nước quá thành cháo luôn rồi. Cháo trộn hay vậy? Nhưng mà không sao, vẫn ăn được. Ngon. Nó kiểu như cháo ăn liền vậy á. Mới tắm vô mà húp miếng cháo, miếng nước nó trời còn cái gì bằng nữa. Nó ấm bụng rồi, ổ đã. 50k thì biết cảm giác này. Em phải nói là 5 triệu đây còn chưa biết cảm giác này nữa nè. Như thấy 5 triệu của mình cũng lọt quá nè. Quá ngon. Hồi nãy mình mới khui được cái hạt ốc chó này mọi người. Cái hạt ốc chó như vậy nè. Đầu đưa anh coi. Anh nhanh lắm. Định cầm cho mọi người xem. Thôi hỏi. Hạt ốc chó này nó không có giòn như Việt Nam nha. Việt Nam là nó giòn đục luôn. Còn cái này là hình như nó bị ngấm dầu rồi. Với lại vị nó hơi ngọt. Gắt dầu đúng không? Đúng rồi, bị gắt dầu rồi. Nó không có giòn luôn. Đúng mà không có ngon lắm. Rốt cuộc là hôm nay là sau khi ăn uống tắm suối xong thì mình thấy mình dĩ là ăn cháo nóng rồi đã kìa. Mình cũng ướt lắm bạn. Mà giờ nhân phẩm mình làm như xài hết hay sao á. Thôi vô cái cho đỡ buồn à. Vô. Để ngồi ăn. 1, 2, 3. Vô. Giờ ngồi nhìn hai đứa ăn xong rồi chuẩn bị đi ngủ các bạn ơi. Nice. Trời ơi, mình vừa đi thì mình phát hiện trong rừng có nguyên một con bồ cạp bự chà bá luôn các bạn. Uy Nguyên bắt không? Ghê quá
Ở dưới dưới con gì đó kìa. Đâu anh nè, cái đó kìa. Đâu con gì? Ơ con gì lạ lắm kìa. Kiến bò khoang hay gì á. Ghê vậy. Lần đầu tiên trong cuộc đời mình thấy con này luôn các bạn. Rất là lạ luôn á. Con này con gì bạn, nếu mà bạn nào biết thì nhớ comment nha bạn. Trong cuộc đời mình lần đầu gặp cái con này luôn các bạn. Không những là bên kia có mà bên đây cũng có luôn các bạn. Mấy con này lần đầu mình thấy luôn. Ở đây hai con luôn nè. Sao vậy ơi? Tình hình tối nay sao em? Anh em mình chắc hơi ngủ danh cao một xíu à. Ca này hơi căng rồi. Em có cái niệm không sợ. Không, không sao đâu. Anh em mình hòa mình vô thiên nhiên được mà đúng không? Đúng đi. Rồi. Ăn xong rồi thì tụi mình đi ngủ luôn bạn ơi. Uyên thì tối nay khá im ấm ha. Em mua phải cái lều nó không có chống thấm nước. Nên là tối nay mưa thì em không hết thôi chứ cũng không sao hết. Anh nghĩ thì tối nay chắc không mưa đâu á. Nhưng mà em nói nghe nè, thì sao? Mưa thì có hai anh chung số phận với em thôi. Cái gì đâu mà buồn. Thôi mình cứ được cầu cho đừng mưa đi ha. Chúc em ngủ ngon nha. Okay. Quá im rồi. Tiếp theo là Dĩ nha bạn, bên đây. Em trai ơi, ổn không? Quá ổn anh ơi. Này ngủ sướng, chỉ có trời mưa thôi à. Dĩ. Dĩ hôm nay làm liều rồi hơi bị chiến các bạn. Có thêm cái tấm này nữa khá em. Tối em lạnh cái em quay qua em đắp cái đó vô luôn Dĩ, đúng bài luôn rồi. Đúng rồi, tối em lạnh cái em quấn lại luôn. Cuối cùng là mình các bạn ơi. Hồi nãy thì có mưa lâm râm bạn, nó ướt nên là mình quyết định lấy cái tấm này mình lót luôn nha. Tí nữa mặc áo khoác với tròn cái khăn cổ vô cho nó ấm cái cổ. Cũng khá là im á. Giờ thì mình sẽ ngủ nha. Nếu mà có trời mưa, tối nay mưa hay gì mình sẽ review sau nha. Chúc các bạn ngủ ngon. Các bạn ơi, giờ là 12:45 nha. Đấy các bạn, mưa ướt nhem luôn rồi. Để mình qua mình coi bên Dĩ với Uyên coi sao nha các bạn. Sao vậy? Ơi, đang ngủ mưa nó bị giọt. Cái chỗ này là khô à, nếu không giọt chỗ này. Giờ ngồi đại tạnh mưa ngủ chứ biết sao giờ. Tự nhiên 1 giờ sáng trời mưa đúng không? Đúng rồi. Để anh và anh coi Nguyên rồi sao rồi. Ôi, em bị ngất rồi. Có giọt không? Em bị giọt rồi. Ok các bạn, cái liều của Uyên các bạn. Trên đây có trải một cái tấm nhưng mà nó hủng xuống các bạn ơi. Liều này chắc chắn là mưa dột rồi. Sao em, còn cầu mưa nữa không? Hả? Rồi bây giờ thì mình sẽ đợi xem hồi tạnh mưa không nha các bạn. Mưa này chắc mình nghĩ khá là dai các bạn. Có gì mình sẽ cập nhật thêm nha. Giờ ngồi đợi thôi. Ok, nãy giờ ngồi ở đây gần nửa tiếng thì mình thấy mưa nó cũng vơi dần rồi nha bạn. Nên là chắc là mình sẽ nằm ngủ luôn. Nếu mà có mưa to hơn hay gì thì mình cập nhật tiếp. Còn giờ chắc là phải gán ngủ qua đêm nay nha bạn ơi. Trời sáng rồi các bạn ơi. Đêm hôm qua thì sau khi nằm lăn lóc thì mưa nó kiểu cứ lâm râm nè, nên là ba tụi mình quyết định là tâm sự với nhau chứ ngủ không được bạn. Giờ mượn cái dù của cameraman mình để lên trên đây đó bạn ơi. Giờ cameraman thức thì anh em mình mới quay. Giờ chắc đi ăn sáng đi nha. Thôi let's go. Đi. Tâm sự đủ rồi, đi ăn thôi. Tiếp tục là trời lại mưa lâm râm nữa các bạn ơi. Ai ăn trước đây? Sáng nay thì mình sẽ ăn tàu hũ đậu phộng với cháo bát bảo nha. Để mình ăn mì chớp đi. Sáng mà ăn tàu hũ rồi thêm cháo nè, đã vậy. Quá sướng. Đó, những người có IQ 200 tôi rất là dễ. Bruh. Hấp dẫn kìa. Có hả? Ồ. Lấy muỗng ăn cháo qua ăn chè đúng không? Đúng rồi. Sao? Cái này giống chè đậu đen thôi mà cháo á. Thử cái tàu hũ này nè. Tàu hũ đậu phộng. Trời ơi. Đó. Wow.
Thì sao? Cái này nó giống kiểu tàu hủ mà các bạn mày dành 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 ra. Với nó có miếng đậu phộng nữa, thơm. Dễ đi không? Hả? Dễ rồi. Giúp quá trình mình ấy dễ đi đúng không? Dạ, uống nước mát Sài Gòn nha. Đầy đủ dinh dưỡng buổi sáng. Ngon lành. Tới lượt mình các bạn ơi. Sáng thì mình sẽ ăn cái bịch bánh hôm qua mình chơi còn lại nha mọi người. Rất là ngon. Và tiếp tục uống chai nước vị đào thôi. Mới sáng đổ xăng kịnh 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 luôn. Cho Nguyên. Ăn khổ quá vậy. Bên kia cho ăn cái xúc xích hôm qua Vĩ cho em này. Xúc xích của Vĩ á. Vâng, thôi bữa nay lỡ rồi, chơi khô máu. Chơi khô máu luôn, dữ. Lâu lâu phải chơi khô máu à. Thôi em sẽ ăn cái bánh này trước. Nó cực kỳ nè. Bánh này là bánh gì em? Em quên rồi, em không nhớ nữa. Tốt rồi, tốt rồi. Em nghĩ là đây là cái món thành công nhất cho cái đống đồ ăn từ lúc em mua được á. Thử rồi. Nó giống cái mùi bánh gai của bên mình. Nhưng mà nó bở hơn. Ừ. Nó cũng không ngọt lắm. Nó là ăn được. Rồi, trước khi làm ăn sáng gì mà biết dữ hay vậy? Năm cục nó phải khác chứ anh. Thơm mùi sữa chua lắm. Cái này là ngũ cốc. Hấp dẫn không? Có dâu luôn nữa hả? Món này chắc cũng ngang ngửa với món tàu hủ con Vĩ à. Không, món của em phải thượng hạng hơn chứ. Thấy của em có lâu sấy rồi không? Ngon em. Thấy cái cửa rồi nè. Dải chua quét quét rồi nè. Sạch đồ vô, quậy sạch sạch đồ vô. Thôi em thử nha. Làm sao? Hai con biết cái kẹo Faribe không? Ừ. Y chang luôn. Để thêm cái bim bim cụm cụm thôi. Bữa này anh ơi. Bữa này anh ơi. Ăn trong mưa luôn. Đúng rồi, em uống chai sữa chua. Cái này nó vận chuyển về Việt Nam 2 tuần nó có hơn luôn. Em nghĩ là em cũng đi theo chị á. Thấm sao không? Thơm kìa. Nó giống cái gì quen lắm nè. Nhưng mà nó ngon. À, nó giống mấy cái nước thạch trái cây của Việt Nam á. À. Vị gì vị gì? Không biết luôn, nhưng mà nó ngon. Ok. Ngon rồi được, ngon rồi được. Mưa ơi, mưa ơi. Giật vô cameraman luôn. Giật vô luôn. Sao? Yên thấy anh có tuyệt vời không? Tuyệt vời nên em chia cho mỗi người một bịch uống. Sân sẻ yêu thương. Ngon. Mưa. Ba đứa mình với ba đứa thiệt mạng quá. Vô nè. Trời ơi. 1, 2, 3. Vô. Chua chưa? Bịch cô dễ chua hả? Của anh ngon dạ. Hả? Bịch của em cũng ngon, bịch của em là dâu. Bịch anh ngon, bịch anh cam hay gì á? Không, trà xanh vị đào. Trời ơi, vị đào hoài vậy? Tồi vĩ quá vậy. Có đậu, không sao đâu, anh với Vĩ con trai mà đúng không vậy? Đúng rồi. Mình đàn ông mà sợ gì? Lâu lâu mới được tắm mưa đã. Tắm từ qua giờ. Ủa hôm qua nghe nói chị Quyên có cái trò chơi gì mà giấu kỹ lắm mà cho tên biết chứ ấy. Mà trong quá trình hôm qua thì nó đã đắt bỉ rồi. Chúng ta khu ra đi nào. Cứu này vậy, cứu vậy. Ấy da. Rồi, nhớ về mấy trò tuổi thơ chưa? Ồ. Đó. Ủa? Bây giờ mình chơi bốc số nè. Để tăng lực nữa nè. Cái này là hồi nhỏ kiểu mình bốc cái này xong rồi mình có cái số giống như đây là mình được gứt cái này đúng không? Dạ đúng rồi. Rồi, để bốc trước. Ok. May mắn em nó dữ lắm. Dữ lắm hả? Ừ. Phải không? Để coi có vô số nào không nè, dữ nè. Ủa này, hỏi ra hả? Ủa có số đây nè. Nó gớt ra luôn hay gì rồi? Số đây nè. Có không? Đâu? Đó, 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 dở ra, dở ra. À, con số 86. Bình Thuận nha, đang ở Bình Thuận luôn nhưng mà không có số 86. Có số 87 nè. Có 87 em ơi. Ờ, cho anh bốc á. Sao anh hả?
dễ xé giùm anh luôn. Thật sự là hồi nhỏ là mình thích chơi mấy trò này lắm mày. Đi lại tiệm, mấy tiệm tập quá rồi, tiệm nào cũng có trò này hết. Rắc rồi. Vậy ai, thương anh. Rắc rồi. Bình tĩnh. Trời ơi. Rắc số rồi. Bạn trúng, còn số đâu? Bạn trúng rồi. Bạn trúng rồi à. Đâu có số đâu. Rồi, tới em nha. Ok. 992 em coi nha. Rồi, không có luôn. Rồi, có số 88 thôi chứ không có số 99 có rồi. Có số 39 thôi à. Rồi. Thôi được rồi. Cái trò này dành cho tuổi thơ thôi nha. Chứ mình không có tuổi thơ chơi mấy trò này rồi. Không sao em, bây giờ mình lớn rồi, mình giờ mình thích là mình lấy luôn. Thôi, mình trời, tuổi thơ. Trời ơi. Thôi ra đây. Đồ chơi không à. Nhất luôn em. Em thích cái này nè, nó lạ lạ. Thôi vòng ra. À, dễ mua bạch kẹo luôn vậy. Ok, em thấy mọi người thiếu sức sống vào buổi sáng đó nên em mua kẹo tăng lực cho mình ăn á. Hợp lý á, tầm này phải tăng lực mới chịu nổi rồi vậy ơi. Ú, nhiều dữ. Bắt ăn luôn. Thôi, người một cục nha. Rồi. Ăn cho nó có sức buổi sáng. Vô vậy. Vô vậy. Vô. Bữa nãy vô không? Em ăn rồi. Dễ ơi. Đó, có sức sống rồi nè. Dễ rồi. Có sức sống rồi. Bò hút anh rồi. Bò hút rồi. Bây giờ thì mình có sức sống rồi nha bạn. Anh em mình chuẩn bị dọn đồ đi về gấp rồi. Nếu các bạn yêu thích series 24 giờ cắm trại bla bla thì các bạn nhớ like mạnh tay, đăng ký kênh để tụi mình có động lực ra nhiều video tiếp. Like càng nhanh ra video càng nhanh, ok không? Ok. Ok, bây giờ thì bye bye và hẹn gặp lại các bạn. Bye bye. Chúc các bạn một ngày vui.